chưa xong còn câu nữa, còn câu nữa mới đi ra nguyên bài, nhưng mà thôi một câu câu nữa đi, câu nữa đi, một câu nữa. Trời ơi, người ta đang cảnh không, khác của mình ăn nghe cũng được đó. Đúng, được rồi, còn anh ơi đuổi nó đi, không xứng đáng nghe thơ của chị. Trăm nhớ đôi má về phai mờ, nếu xa xăm nhớ người trai nữ, nhớ thương hoài câu hát giọng làm thay tiếng hò ai trong gió toàn sương mơ, em ngồi đợi con đò ta bên dân nơi cô thôn trong bóng chiều lá trùng nắng. Xin hỏi chị, bài chị vừa ngâm tên tác giả, tên tác phẩm, tên người hát. Tên tác giả là của nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Tên bài sư phụ của chúng em. Tên bài hát. Tên bài hát là Còn Nhớ Nhau Chăng. Tên người diễn xuất trình diễn. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai trình bày. Ưu tú này đã được công nhận. Dạ, nghệ sĩ ưu tú này là được đồng chí Nguyễn Minh Trí ký và đồng chí Lương Mỹ Hoa trao. Rồi. Tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn nghệ sĩ. Năm 1900. Nghệ sĩ gì quên mất rồi. Ngọc Mai. Mà nghệ sĩ nghệ danh đó, nhân dân là dạ, ưu tú. Ưu tú thôi. À ưu tú. Dạ. Chúc chị nghệ sĩ ưu tú trong tương lai sẽ phấn đấu lên nghệ sĩ nhân dân. Không, em là nghệ sĩ của nhân dân rồi. Còn nghệ sĩ nhân dân nữa. Xin cho một tràng mở tay. Rồi làm tiếp nhé. Rồi làm tiếp bài gì? Bài gì mà giới thiệu? Bài đó, bài đó. Nhưng mà giới thiệu đi, giới thiệu lại. Dạ em hát hồi nãy là câu 1, câu 2, bây giờ em hát câu 5, câu 6. Rồi câu 6. Đò chẳng về đâu trên bến mơ, tràng giang lạnh phủ khói sương mờ, khói sương nhuộm trắng tình thôn nữa, ai hẹn mình đâu đợi. Cơm chút năm xưa đã tuôn dòng lệ cũ đã quen nhau ai nỡ nhau đành trăm nhớ ngàn khắp và dương tận đời khổ quá những đời trở tháng năm dài lấy lớn ai về đây khi chiều xuống lại tình cũng nhiều nữa. Không, cái đó là nó gọi là sen cốt cho nó. Cho anh lửa đèn phía soi đôi bóng tự kể nhau để gửi gắm thơ. Anh ơi nhớ về thăm xưa để nghe tiếng ngọt ngào lũ bóng phân tiếng hoài thôn văn tối lắm chiều như muốn giữa thời gian tiếng hát chiều nay gợi nhiều nhung nhớ buồn người đi kẻ ở cùng ai sang sông một chiều lặng sương rơi cho tôi nhắn người. Này như thế là khoảng 3 đến 4 giờ là con gái con đi xiên đây. Chiều đi. Nay nắng sẽ thế nên mà bây giờ phải làm sao bố trí người để sách ra đây. Để bố vào đây. Ngon thôi. Cảm ơn tiết mục của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai đã được nhân dân phong là nghệ sĩ của nhân dân. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip quay đặc biệt. Dạ. Bây giờ em ngâm thơ tiếng Bắc nha. Bây giờ Bắc xin lung nghe này. Ngắn ngắn thôi nha, ngắn ngắn thôi. Ngắn ngắn.
em bỏ rác nha. Trời ơi, nó nằm kia ở hàng trên đường này. Đây, đây nhà tôi kinh doanh anh ơi, đây đấy nhà tôi. Đâu đâu, đâu của chị đâu? Dạ không có em, không có. Có ở đây. À, chỉ lạc cái bước hả? Lạc bước giang hồ hả? Rồi, cứ đọc đi. Em không nhớ cảnh tiên điền. Rồi. Bài thơ dài bao nhiêu khổ? À, dạ, được rồi đó. Tơ chị sang chị ngồi gần đó. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Chị ngồi kế bên đi. Cái rượu này thì mình né đi, mình né đi. Không, tôi chỉ quay một máy, chị nhờ chị này đi. Quay hai máy mình sẽ bị chi phối. Cái nào cũng không xong, cái nào cũng. Lấy hai vợ thì mệt, chị cho chị lấy một vợ thôi. Cho nên hiện nay tôi chỉ làm một việc thôi, YouTube mà không làm gì khác hết. Có thể là quay không, chưa có tài hình nhưng mà vẫn quay. Rồi bây giờ tập trung nhé, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ sao quên. Chị ơi, chị cũng thuộc nhóm Sao Khuê hay là nhóm nào? Dạ em là đồng hương của Sao Khuê. À, là tên luôn cũng phải. Em là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, quê hương ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Rồi. Ủa, em với chị cùng Tĩnh Gia đấy. Chứ không phải thấy Sao Khuê rồi nhận vơ làm đồng hương. Dạ. Anh còn trích kia em quay phim. Còn đây là bạn của đồng hương. Dạ. Dạ, bây giờ em ngâm nhớ. Em rồi, ngâm đi ngâm. Của chị Kim Dung, trong... Trần Kim Dung. Trong tập thơ dạ. Lam Hồng. Trong tập thơ Lam Hồng. Bắt đầu. Xin mời. Với bài Nhớ Cảnh Tiên Điền. Tác giả. Tác giả là Trần Kim Dung. Người đó, người ở. Chưa quen. Kim Dung. Em đang dẹp cái bàn cho nó sạch cái. Nhưng mà Kim Dung đâu? Kim Dung đâu? À, phải được. Dẹp bớt đi cho sạch sẽ. Như vậy là nhà thơ có mặt. Không thưa chị, từ một bắt đầu từ đầu. Dạ. Rồi, xin ác xanh. Rồi nhá, xong bắt đầu từ đầu này. Hát xanh là bắt đầu với chị. Bắt lại từ đầu đây. Dạ, kính thưa các quý vị đại chúng. Nó lại rồi. Bắt... Chưa kính thưa nữa. Khi sắm tổ. Đừng người ta nó làm gì kệ. Chặt tì nhá. Chặt tư. Chặt tư, bắt đầu. Xong chưa? Đấy, để hỏi cuối câu xong chưa. Có đâu có sao. Được rồi. Nó chấm rồi. Chấm đi. Lại đi, lại. Chị này đừng có nói câu xong chưa nha, bắt đầu nè. Phải phát tay cái chứ. Này, 1, 2, 3 nè. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, sau đây nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Nhớ Cảnh Tiên Điền, sáng tác của nhà thơ Trần Kim Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức. Về thăm quê cũ năm xưa, miên man cồn cát lặng lờ dòng. Oh,
xuân thường tin Quảng Bình Trung Hoa, báo nơi cụ đã qua đi qua mà sao cảnh vật quê nhà sông xanh còn ngát biển hồng tiên cuồng trong bố tay khoan nhà thơ chậm chút rồi xin chụp hình với nhà thơ, chụp hình đi như nãy hai người kia đó sát vào nhau đi rồi đó. Cảm ơn nhà thơ tên. Cảm ơn giọng đọc ngâm của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai tại lều thơ Hội Thơ Sao Khuê tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày thơ Việt Nam Nguyên Tiêu Xuân Quý Mão 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chấn Hưng Channel và cái bài thơ độc đáo của chị Ngọc bà Ngọc Mai đọc. Bà cảm ơn một lần nữa nhà thơ Trần Kim Dung. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau trong ngày thơ Việt Nam hôm nay. Xin chào.